Quý Phật tử, hôm nay chúng ta có đủ duyên lành để gặp nhau tại đây. Chúng ta chia sẻ một ít kinh nghiệm tu tập. Thì qua cái một số lời giới thiệu của quý Phật tử, chúng tôi có được cái duyên để về đây và cũng nghe một số quý Phật tử tâm tình về cái mơ ước là sẽ có một cái nơi tu tập, nhưng rồi cũng nhiều lần bị gãy đổ. Thì cái điều này khiến cho chúng tôi cũng có nhiều cái suy nghĩ. Nhưng mà trong Phật pháp chúng ta nên hiểu một điều là tất cả mọi cái nó đều do cái duyên. Khi mà cái duyên nó hội tụ đủ thì chúng ta không muốn nó cũng thành tựu. Và khi cái duyên nó chưa đủ, dù chúng ta có muốn nó cũng không thành. Nên chúng tôi nghĩ rằng với cái tâm lành của quý Phật tử thì những điều chúng ta mong muốn nó phù hợp với chánh pháp, trước sau nó cũng sẽ thành tựu. Thì có lẽ là hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau cái đề tài cái lòng tịnh tính đối với Tam Bảo. Hay vì bình thường là chúng ta là tin, lòng tin đối với Tam Bảo ha. Nhưng chúng tôi phải thêm một từ nữa là tịnh tính, tức là lòng tin thanh tịnh đối với Tam Bảo. Thì thường nếu mà một người mới phát tâm tu hành á, mà chúng ta có đầy đủ cái lòng tịnh tính đối với Tam Bảo, thì cái duyên lành đó, đó nó sẽ đưa đẩy chúng ta tiến sâu hơn ở trong chân trời Phật pháp, khiến chúng ta có đủ duyên lành để được gặp chánh pháp, gặp minh sư. Còn buổi đầu mà chúng ta tới với Tam Bảo nó không đủ tịnh tính đó, tùy theo cái tâm của mình mà nó sẽ dao động, để nó sẽ chuyển hướng, nó sẽ đưa đẩy chúng ta theo cái chiều ban đầu của mình, tức là cái duyên nhân ban đầu nó hết sức là quan trọng. Và cái lòng tịnh tính chúng ta, tức là lòng tin chúng ta càng thanh tịnh, càng đúng đắn chừng nào thì cái kết quả tu tập cho cuộc đời chúng ta nó càng tốt đẹp chừng đó. Và có những người mà tin Tam Bảo đến một cái chiều rất sâu thì sẽ được Đức Phật xác nhận là đã chứng quả Tu Đà Hoàn ngay trong đời này. Thì trong cái thời Đức Phật có một cái lần Đức Phật đi khất thực, thì trong buổi sáng đó có một nữ cư sĩ thỉnh Đức Phật là bà Visakha. Thì trong lịch sử Phật giáo á, chúng ta thấy là nam cư sĩ mà ủng hộ Phật pháp mạnh nhất là ai? Là ông Cấp Cô Độc. Nữ cư sĩ là bà Visakha này. Thì có lần đó Đức Phật đi ngang nhà của bà Visakha, đi đến nhà bà Visakha do lời cầu thỉnh của bà. Thì sau khi Đức Phật vào nhà ngồi, bà bưng cái chậu nước và rửa chân Đức Phật, lau chân Đức Phật xong á, thì lúc đó Đức Phật đã thấy cái tâm bà đã đạt tới cái cảnh giới mà cao rồi, xem như bà đã chứng quả Tu Đà Hoàn rồi đó. Thì Đức Phật vừa dạy nhưng mà cũng như là vừa thọ ký cho bà. Đức Phật nói này, lành thai này cư sĩ, nữ cư sĩ, nếu một người nào đầy đủ lòng kính tin đối với Tam Bảo thì người đó có thể chứng được quả Tu Đà Hoàn. Lòng tin Tam Bảo là tin sao?
tin rằng có Đức Phật là một bậc đại giác ngộ, có đầy đủ trí huệ, có đầy đủ phước đức, và trí huệ của Đức Phật đủ để dẫn dắt tất cả chúng sanh đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Và lòng từ bi của Đức Phật thương yêu tất cả chúng sanh, không bỏ sót một chúng sanh nào. Thì Đức Phật là người toàn năng, toàn trí, toàn đức, là vị cha lành của chúng sanh, là vị thầy của trời người. Nếu người nào có đủ cái sự kính tin đó thì coi như đã tin được một bảo ban đầu. Cái thứ hai là tin giáo pháp của Đức Phật đã nói ra. Đức Phật là một vị đã giác ngộ giải thoát. Những lời dạy của Đức Phật đều hướng dẫn cho tất cả mọi người đi đến giác ngộ giải thoát. Và có những người nương theo những cái pháp đó mà tu tập để được giác ngộ giải thoát rồi, như những hàng đại đệ tử Đức Phật là người Mục Hiền Liên, người Xá Lợi Phất, vân vân, là một số người khác nữa cũng đã từng tu tập đúng như lời dạy của Đức Phật và đạt được thánh quả. Đó là cái sự tin thứ hai. Và cái lòng tin thứ ba là những cái vị tăng đệ tử thanh tịnh của Đức Phật đã giữ đúng giới pháp Đức Phật, đã hành đúng pháp của Đức Phật, thì những người này lần lần cũng sẽ chứng được những cái quả vị như những vị thánh trước đã từng chứng. Thì đó là lòng tin thứ ba. Và một người sống với đôi bàn tay không hề nắm lại, thì này nữ cư sĩ, người đó là người chứng quả Tu Đà Hoàn. Thì lúc đó bà Visakha mới mừng, rồi đảnh lễ dưới chân Đức Phật, lành thai đưa ra thưa Đấng Thế Tôn: thật là hy hữu thai thưa Đấng Thế Tôn, con là một người nữ cư sĩ đã đầy đủ lòng kính trinh với Tam Bảo. Con tin rằng Đức Phật là bậc toàn năng, toàn trí, toàn giác, là vị cha lành của chúng sanh, là bậc đạo sư của mười phương pháp giới. Con tin rằng giáo pháp của Đức Phật đủ để có thể dẫn dắt tất cả chúng sanh mê lầm đi đến được giác ngộ giải thoát. Và có hàng hà sa số những vị thánh tăng đã nương nhờ giáo pháp Đức Phật bây giờ đã chứng được quả thánh. Và con đủ lòng tin đối với các vị thanh tịnh tăng đang nương theo giáo pháp Đức Phật tu hành, đang gìn giữ giáo pháp rất là thanh tịnh. Những vị này con tin rằng họ đủ sức để có thể chứng được những quả thánh như những vị thánh trước đã chứng. Và những này, vị này có đủ khả năng để mang giáo pháp giải thoát đến với chúng con. Và thưa Đấng Thế Tôn, con đã từng sống với đôi bàn tay chưa từng nắm lại. Thì lúc đó Đức Phật nói: lành thai này nữ cư sĩ, người như thế đã chứng quả Tu Đà Hoàn. Chúng ta thấy chứng quả Tu Đà Hoàn dễ không? Dễ quá không? Muốn thành thánh rất là dễ. Thì lúc đó bà đảnh lễ tạ ơn Đức Phật. Đức Phật đã thọ kế cho bà chứng được quả Tu Đà Hoàn ngay tại chỗ đó. Thì chúng ta thấy là một người mà đủ lòng kính tin với Đức Phật như vậy, đủ lòng kính tin với giáo pháp Đức Phật, và đủ lòng kính tin với thanh tịnh tăng, và bà nói dùng cái từ là đã sống với đôi bàn tay chưa từng nắm lại, đây là vấn đề. Tức là bà đã từng, bà đối với Tam Bảo là tuyệt đối tin, không hề có một cái sự thay đổi nào. Nhưng mà với đời sống riêng của bà thì bà lại sống với đôi bàn tay chưa từng nắm lại. Có nghĩa là bà là một người nữ cư sĩ rất giàu có, nhưng mà chưa bao giờ giữ tiền của cho riêng mình. Một vị chứng quả đầu tiên là quả Tu Đà Hoàn á, thì theo chúng ta nói là vị thánh là không bao giờ sử dụng cái tiền bạc, đúng không? Nhưng bà vẫn tiếp tục làm tiền nha. Bà vẫn là làm giàu, bà vẫn làm ăn và bà giàu có hơn tất cả những người khác. Nhưng mà không phải bà tham tiền cho bản thân mình. Tất cả những đồng tiền bà tạo ra bà đều giúp vợ đỡ người nghèo, đều phụng sự Tam Bảo hết. Bà chưa có bao giờ nắm giữ cái gì cho mình. Tức là nắm bàn tay bên đây là buông tay bên kia, nắm tay bên kia là buông tay bên nọ. Không chấp giữ cho mình và không chấp giữ của mình, gọi là hai bàn tay chưa từng nắm lại. Do cái lòng tịnh tính Tam Bảo đó, và với cái đời sống rộng rãi đối với tất cả mọi người là bà không hề có nắm giữ một cái điều gì, cho nên bà mới đủ chứng quả Tu Đà Hoàn. Và có một cái lần trong cái đời bà đó, bà đi tới cúng dường trai tăng cho tịnh xá. Thì trong cái bữa xuất bát để cúng trai tăng đó, mà cúng trai tăng xong á, bà đi với một người ở
Và khi về bà quên cái chiếc áo khoác của bà đó. Trên đường về rồi bà mới nhớ lại, bà mới sai một cái người ở quay trở lại tịnh xá coi cái áo đó còn ở tịnh xá hay không. Bà dặn là nếu như cái áo mà còn nằm ở bên ngoài không ai cất giữ thì lượm về, còn nếu mà cái áo mà chư tăng có cất giữ rồi thì con nên đi về, không được quyền lấy. Thì người ở quay lại thì ngày A Nan đã cất cái áo đó rồi. Sáng hôm sau bà đem vàng đi tới, tại cái áo bà rất là đắt giá, cái áo choàng của bà cẩn toàn là kim cương, vàng bạc rất là quý. Thì khi mà vào bà gặp A Nan thì thỉnh ngài A Nan cho được gặp mặt Đức Phật. Và khi gặp mặt Đức Phật rồi thì bà tát bạch, bà mua lại chiếc áo đó. Bà nói là hôm qua khi mà con chưa bỏ quên đó, thì cái đó thuộc về của con. Nhưng mà vì con đã lỡ bỏ quên cái áo đó ở trong chùa và chính chư tăng đã cầm chiếc áo đi cất rồi thì cái này là thuộc của Tam Bảo rồi. Và cái áo này với giá trị rất là lớn, thì xin Đức Phật chứng minh cho con mua chiếc áo này. Và tất cả những tiền này không phải là con đưa quý thầy xài, mà con sẽ làm một công trình nào đúng với cái giá trị của chiếc áo của con, là tương đương với một xe vàng con đang chở tới. Thì chuyện đó Đức Phật phải đồng ý thôi. Cuối cùng bà cất một tăng xá đủ để cho 1.250 vị tỳ kheo ở. Chiếc áo của bà giá trị ở chừng đấy. Bà mua về. Thay vì một người bình thường thì người ta đến Tam Bảo cái chuyện mất thì đưa lại là quý thầy đưa cách nhẹ nhàng, chứ đâu có ai mà gọi là làm khó bà đâu. Nhưng mà với bà thì bà có cái nhìn khác, tại vì đã thất niệm mà quên cái đồ đó trong chùa. Thì xem như đó là của Tam Bảo, cố ý hoặc là vô tình đó là cái phần phước của bà. Và bà xin Đức Phật là cho bà được một lần tạo phước vì chiếc áo bà đã bỏ quên, tức là cái duyên bà phải làm đó. Thì điều đó chúng ta thấy rằng khi một người mà đã đủ lòng kính tin với Tam Bảo rồi, mặc dù mình ban đầu mình phát tâm bố thí cúng dường là chuyện nó bình thường, nhưng mà trong vô tình bà đã bỏ quên chiếc áo, nhưng bà vẫn đủ lòng kính tin đến Tam Bảo và quay lại, thì cái phần đó vẫn là của Tam Bảo. Cho nên đó chúng ta thấy rằng khi một người đã đủ lòng kính tin Tam Bảo rồi, họ có một cái việc tu tập riêng cho tự thân thì rất là tốt đẹp. Dù là cái chuyện xảy ra như thế nào của cái đời tư của mình, hoặc là cái chuyện xảy ra trong Tam Bảo, thì họ vẫn giữ vững cái lòng tin. Có rất là nhiều cái người Phật tử mà khi mà chúng tôi trao đổi á, thì họ cũng nói rằng trước kia họ theo học cũng nhiều thầy, và thậm chí họ cũng thần tượng vị thầy đó. Nhưng bây giờ vị thầy đó làm không còn đúng như cái họ nghĩ, cho nên họ chán và họ không tu. Thì tôi hỏi một câu là lâu nay quý Phật tử tu cho mình hay là tu cho ông thầy? Nếu mà mình tu cho mình á, thì ông thầy có giỏi có dở thì mình vẫn tiếp tục tu đúng không? Nhưng mà tu cho ông thầy là ông thầy mà giỏi á, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn đúng theo cái ý tưởng của mình á, thì mình thấy mình tinh tấn. Ngày nào ông thầy mà không còn đúng theo ý nghĩ của mình thì mình sẽ bị sụp đổ. Thì như vậy á, chúng ta thấy cái nhóm ban đầu chúng ta đến Tam Bảo, chúng ta đặt cái nhu cầu của mình đi tới cái việc học đạo, nó có một cái gì nó không phù hợp, nó không phù hợp. Cái chính của mình là tìm đạo lý giác ngộ giải thoát khi chúng ta tới với Tam Bảo, đó là cái chính. Thì bây giờ ông thầy này không có đạo lý giác ngộ giải thoát thì mình tìm thầy khác, miễn làm sao chúng ta tìm cho ra đạo lý giác ngộ giải thoát, đó là việc của mình trong đời này. Khi chúng ta tới Tam Bảo thì cái đầu tiên là chúng ta phải có cái này trước, vì mình tin Đức Phật là bậc đã giác ngộ giải thoát rồi, đúng không? Chúng ta tin giáo pháp của Đức Phật là cái con đường dắt chúng ta tới giác ngộ giải thoát, là hai cái tin, là hai cái chính rồi. Và cái thứ ba mới là tin tăng. Mà nếu mà cái vị tăng thanh tịnh có đầy đủ đạo lý giác ngộ giải thoát thì chúng ta nương, còn không đó có thì cái việc đó là việc của thầy. Nhìn ở một cái phương diện thực tế thì bây giờ á, cái từ thế gian người ta dùng là ai ăn nó no, đúng không? Không ai ăn mà người khác no được. Thì nhân quả cũng vậy, nếu mà một người làm tốt thì họ sẽ có cái quả báo tốt,
Người làm xấu họ tự có quả báo xấu chứ mình không kê ra gánh vác thế cái quả báo của họ được. Nhưng mà có một số Phật tử chúng ta nó có một cái quan niệm như thế này, là lỡ ủng hộ một thầy xấu thì mình có tội không? Thưa quý vị có tội không? Chúng tôi dám cam đoan là không có tội. Nhưng mà một thầy, nếu một thầy mà mình đã từng ủng hộ, một vị tu sĩ mình đã từng ủng hộ họ, mình mong mỏi họ sẽ trở thành một cái vị tu sĩ tốt, nhưng mà không làm được theo ý của mình, vì hoàn cảnh, vì lý do nào đó họ không có giữ được cái sự thanh tịnh đó, thì họ là cái người mang nợ mình. Bây giờ nếu vì ngang đây mà chúng ta không còn gặp gỡ, không còn ủng hộ nữa cho vị thầy đó, thì cái nợ nần từ trước đến giờ là vị này cũng phải thiếu mình thôi chứ không chạy đâu. Theo nhân quả là nhận một phải trả tới 10.000 nữa chứ không phải trả ít. Thì bây giờ á, trong cuộc đời này ai có thể nói người khác nghe dễ dàng? Là ví dụ chúng ta thấy nếu là cái người ơn của mình, cái người mà thọ ơn của mình, thì mình dạy họ nghe không? Nghe, chắc chắn là nghe đó. Mà cái vị thầy đã từng nhận của mình trong đời này, tức là đã thọ ơn mình rồi, mà chắc là đời này mình không nói được đâu. Đời này là bảo đảo mình nói không được. Nhưng mà khi đã thọ nhận mình rồi, chắc chắn là đã thọ ơn mình. Cho nên bây giờ mình sẽ tu tốt hơn nữa, đúng không? Tu tốt để mình sẽ là cái chỗ nương cho ông đời sau, đúng không? Tại vì mình nhân danh là chánh pháp, mình thấy người đó sai mà, thì mình sẽ không đi theo con đường sai của họ. Nếu mình nói mình là chánh pháp, mình nói mình là cái người tốt, mình nói là mình cái người đúng, đúng không? Thì mình cứ làm đúng theo cái điều mình hiểu đi. Mình hiểu chánh pháp, mình sẽ tu hành đúng cái chánh pháp. Mình đang hiểu, đang nắm được công phu vững vàng, mình sẽ tiến bước trên bước đường công phu của mình. Để chi mình sẽ là cái người tiến hơn nữa trong chân trời Phật pháp. Thì trong nhân quả quanh đi quẩn lại thì đời này nếu mà ông tu dở thì chắc chắn ông sẽ tuột hơn mình rồi đó. Và nếu mà duyên lành sẽ gặp lại trong cái ơn nghĩa nhiều đời nhiều kiếp sẽ gặp nhau, thì ông sẽ thấp hơn mình về mặt đạo lý, thì mình sẽ tiếp tục là chỗ nương để cứu vớt ông, đúng không? Đó là cái người theo đúng cái chánh pháp. Còn bây giờ nếu mà ông đã sai rồi, mình ấy, không phải là mình không tu thêm nữa, thậm chí mình còn nói xấu, mình chính cái cửa khẩu của mình đã nói ra những lời xấu, tức là mình đã vô tình tạo nhân quả khó xấu cho chính mình coi thường, mình khinh chê vị đó, thì tiếp tục là mình tạo nhân quả xấu. Mà vị đó là một vị tăng đại diện cho một số tăng khác, mình cho rằng vị tăng này xấu thì vị tăng kia nó cũng sẽ không tốt theo cái nhìn của mình. Tức là mình sẽ đánh giá thấp Tam Bảo và mất cái lòng tịnh tín với Tam Bảo, là mình sẽ mất đi cái phước lành của chính mình. Cho nên tốt nhất là mình bảo toàn cái phước mình cái đã, không? Người Việt Nam mình có một cái câu là sao? Mía thì hư có lóng mà nhà thì dột có nơi. Một cái chuyện rất là hay trong Phật pháp nữa là có một vị tỳ kheo tăng, thì một hôm đó, khi thấy trong tăng đoàn cũng có rất là nhiều người tới để xuất gia trong cái hàng đệ tử của Đức Phật, thì vị quan này thấy cũng khó chịu lắm. Tại sao Đức Phật cứ ai Đức Phật cũng cạo tóc hết, mà trong thời Đức Phật cũng có nhiều vị tỳ kheo ra đời? Thì vị này mới nói là thưa thầy, nếu mà trong tăng đoàn mà cứ cho xuất gia thế này thì ít bữa có một hai người ra đời như vậy đó, ảnh hưởng tới tăng đoàn thì sao? Và cái người mà ở trong tăng đoàn sẽ sống không phù hợp với tăng đoàn đó, rồi làm ảnh hưởng uy tín tăng đoàn. Thì vị này mới chỉ lên cái dàn bông ở ngoài á, ông hãy nhìn ra cái dàn bông đang tươi ở bên ngoài, và ông thấy rằng tất cả những cái bông nở ra có phải là nó đậu quả hết không? Ông nói không, con cũng thấy có nhiều bông rụng lắm. Nhưng mà ông hỏi là tiếp vị quan này, ông thấy có rất là nhiều cái bông từ cái dàn bông nó rụng xuống, nhưng mà cái dàn bông này vẫn còn tươi mát không? Ông nói dạ con thấy dàn bông vẫn còn tươi mát và tiếp tục đâm chồi nảy lọc, tiếp tục có những cái bông chắc nó được đậu và nó sẽ cung cấp cho trần gian này những cái hạt chắc mới. Thì bây giờ trong tăng đoàn của Đức Phật cũng có những vị tăng tu mà rớt lên rớt xuống, thì giống như những cái bông hư đó nó rớt, nhưng mà tăng đoàn vẫn còn vững vàng, có nghĩa là vẫn còn tiếp tục đâm chồi nảy lọc, dàn bông tiếp tục vẫn còn đâm chồi nảy lọc và vẫn còn trổ hoa, vẫn còn kết tái trần gian này. Thì vậy là chúng ta ngắm cái dàn bông, nếu như có một hai cái bông mà nó rụng á, mà chúng ta bỏ luôn cái dàn bông đó, thì rõ ràng là chúng ta không có
không có nhìn đúng, không có nhìn đúng vấn đề. Thậm chí chúng ta sẽ đánh giá sai cái dàn bông là tại sao bông, tại 100 bông là phải nổ nở hết, phải kết hết 100 quả mà bây giờ chỉ kết có 70 quả, còn 30 bông kia nó hư thôi, mình bỏ luôn cái dàn bông này, thì vậy là chúng ta sẽ bị mất một cái mạng rất là lớn. Cho nên người kia nói rằng dù là có phân nửa số bông đã rụng xuống nhưng dàn bông này vẫn tiếp tục đâm chồi nảy lộc. Thì như vậy trong tăng đoàn của Đức Phật, dù có một số vị tăng sai trái nhưng tăng đoàn vẫn tiếp tục sanh sôi nảy nở, cũng vẫn có tiếp tục có những người tu tập đúng chánh pháp và chứng quả. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục quý dàn bông này thì chúng ta tiếp tục chăm sóc cái dàn bông này để còn nhiều hoa nhiều trái mới. Cũng vậy quý Phật tử vẫn còn tiếp tục kính tinh tâm bảo thì quý Phật tử sẽ còn tiếp tục được gặp những cái vị tăng thanh tịnh, không tiếp tục gặp gỡ được tăng đoàn thanh tịnh, và trong tăng đoàn thanh tịnh đó chúng ta còn tiếp tục được gieo mầm chánh pháp mới. Thì ra một cái thái độ mà chúng ta bỏ và một thái độ chúng ta vẫn tiếp tục, thì hai cái này nó sẽ có cái lợi và cái hại khác nhau, đúng không? Cho nên là bây giờ nếu mà chúng ta chưa có cái duyên, chúng tôi dùng từ là chưa đủ duyên để chúng ta được gặp những vị tăng thanh tịnh như mong muốn của mình, nhưng mà lòng chúng ta luôn luôn mong mỏi là chúng ta sẽ được kết duyên đó, thì trước sau chúng ta cũng sẽ được kết duyên. Cho nên cái chúng tôi nói là cái phát khởi tâm của chúng ta nó là một cái điều hết sức quan trọng cho cái việc tìm cầu đạo lý của mình. Ở đây chúng tôi kể cái chuyện cá nhân của chúng tôi hồi còn còn rất là bé. Thì lúc đó chúng tôi không có hiểu về Phật pháp. Sau một cơn bệnh nặng được trị theo phương pháp này thì chúng tôi hết bệnh. Và bệnh hết rồi tự động cuộc đời mình nhìn thấy cuộc đời nó một màu khác với xưa lắm. Rồi có cái duyên được đọc một cái quyển kinh mỏng thôi, Tứ Diệu Đế mà rất là mỏng, bên cái hệ phái khắc sĩ, thì mình thấy có nhiều điều mà mình hiểu không nổi, mình thấy có cái gì hay hay mà không biết hay cái gì. Y như là tự động cái có một lúc muốn đi tìm để học tiếp trong Phật pháp. Và năm đó chúng tôi nhớ là năm tôi đang học lớp 11, thì mỗi ngày cứ đi học về ghé chùa đốt nhang quỳ trước bàn Phật, chỉ biết là đốt nhang khấn nguyện Đức Phật nếu mà có từ bi thì khiến làm sao cho con được gặp chánh pháp, gặp minh sư. Mà thật sự là tôi không biết chánh pháp là cái gì, không biết minh sư là ai hết á, mình chưa biết định nghĩa chánh pháp là cái gì, chưa biết minh sư là cái gì nữa, không biết tự nhiên đâu trong lòng mình nó nghĩ như vậy. Và cứ mỗi ngày đi học về là ghé đốt 3 cây nhang lại 3 lại rồi đi về, ngày nào như ngày nào như vậy. Thì sau này khi chúng tôi được tu tập rồi, chúng tôi nhìn lại rõ ràng mặc dù không có được dạy nhưng mà vô tình mình làm nó cũng không có sai. Không dám nói làm đúng nhưng mà không có sai, mình khiến mình được gặp những cái vị mà chân tu theo đời của mình. Cho nên là cái điều ở đây chúng ta muốn nói với nhau là gì, dù trước đây chúng ta có đến chùa như thế nào đó, tâm tư chúng ta có cái hướng nào nó chưa được chuẩn mực, thì bây giờ chúng ta nên xây dựng lại cái chính của mình là gì. Chính của mình là cần cầu có cái được chánh pháp để mình học, cần cầu để có được minh sư dẫn dắt mình. Hai cái đó là hai cái chính, là chúng ta luôn nuôi cái tâm niệm này dùm cho tới suốt đời đi. Khi nào mà chúng ta được gặp Phật pháp chân chánh, gặp được chánh pháp thật sự, gặp được minh sư thật sự, thì cái duyên lành nó đã đến với chúng ta. Thì nếu một người Phật tử luôn giữ được cái tâm nguyện này, như hồi nãy chúng ta nói là bây giờ nếu chúng ta nhân danh là chánh pháp, thì thật sự trong đạo Phật có cái khác với cái sinh hoạt đạo giáo tôn giáo khác, cũng như là khác với những cái môi trường mấy cái tổ chức của xã hội, ở chỗ là đạo Phật không có phải sử dụng cái quyền lực mà trừng trị người sai trái, ở chỗ này nó khác với các cái sinh hoạt khác hay cái chỗ này. Nếu một người mà hiểu biết đúng với chánh pháp rồi, hiểu biết đúng với Tam Bảo rồi, thì lỡ có một người sai trái trước mình sẽ làm sao? Nếu mình là cái người cấp trên, dù chúng ta là người hơn người kia hoặc là chúng ta thấp hơn người kia, thì cũng không có xử lý bằng cái tâm trị nhau, ở trong Phật đạo không có. Tức là phải làm sao có lợi ở hai mặt, chúng ta phải cư xử làm sao có lợi ở hai mặt. Lợi hai mặt đó là cái lợi thứ nhất là đối xử với người đó, thứ nhất là làm cho họ không còn sai phạm mà họ vẫn còn tiến tu Phật đạo, đó là cái xử của mình. Và chính bản thân mình cũng vậy, mình cũng không loại trừ họ ra khỏi Phật pháp và tạo được cái duyên lành để cho họ tiến đạo,
Đó là cái sử trong đạo Phật, chứ không phải là họ sai rồi mình loại bỏ. Trong khi á, các thầy khác cũng như quý Phật tử mà có thiện tâm, thì khi chúng ta đi chùa chúng ta có lợi, chúng ta muốn làm sao? Muốn cho người thân chúng ta có lợi, đúng không? Chúng ta còn mời mọc một số người đi quay về với chánh pháp. Thế chúng ta kêu gọi, chúng ta giảng thuyết, chúng ta truyền băng, truyền đĩa, người in kinh, ấn kinh để chi? Để cho nhiều người được biết Phật pháp mà, phải không? Mà bây giờ một người ở trong Phật pháp có cái sai lầm cứ mình loại bỏ, thì có phải làm trái cái tâm nguyện của mình không? Mình đã đang làm trái rồi. Cho nên mình không phải là loại bỏ, mà mình phải làm cách nào để xây dựng. Và nếu như họ không quay lại là cái duyên của họ với mình đã hết. Thì mình cũng cũng làm sao để cho họ thấy rằng là khi mà họ còn thân cận với mình á, thì mình vẫn là người quý kính Tam Bảo. Mà khi không có mặt họ, mình vẫn là người quý kính Tam Bảo. Tại vì sao? Tại vì Tam Bảo là cái chỗ nương tựa chính của mình. Phật pháp là một cái gì hết sức quan trọng cho cuộc đời mình để mình phải nương. Còn những người mà nói truyền cái Phật pháp đó, họ đủ khả năng hay không đủ khả năng là còn cái duyên. Mình gặp được người đủ khả năng hướng dẫn mình hay không, đó cũng là cái duyên nữa. Thật ra chính cái phát tâm chính của mình, thì khi một ngày chúng ta tu tập, một ngày chúng ta muốn phụng sự Tam Bảo, thì chúng ta phải đầu tiên phải có đủ cái lòng tịnh tín với Tam Bảo. Và mình với cái tâm mà phụng sự Tam Bảo thì gần như suốt cả đời chúng ta, thì tất cả những cái gì mà hư nên với Tam Bảo thì chúng ta xem đó là cái gì? Xem đó là một cái điều đau cho chính bản thân mình. Và vết đau này chúng ta phải chữa lành từ trong ruột của mình, chứ không phải là trừng trị người khác gọi là chúng ta chữa lành được mình đâu. Nó thành ra là làm sao làm chúng ta đừng bị mất những cái nhân tố ở trong Phật pháp. Và chính bản thân mình cũng vậy, mình phải có một cái chỗ đứng rất vững cho chính bản thân mình trong việc tu tập. Bây giờ lỡ cái tâm của mình là cái người quyết tâm tìm cầu chánh pháp rồi, mình nương, mình tu tập với một vị thầy nào đó hoặc nương ai đó để mình tu tập, nhưng chỗ đó nó không còn vững để mình nương nữa, thì cũng là một thách thức để cho mình có vượt qua được, để mình tiến sâu hơn không. Bây giờ nếu mà gặp một cái chỗ nào mình đang nương mà nó lỡ có một cái gì thay đổi, thì mình thối tâm đối với Tam Bảo, thì cái việc sanh tử chúng ta không thể nào tiếp nối tiến bước được, để chúng ta hóa giải được cái sanh tử ngàn đời ngàn kiếp của chính mình. Và cái thứ hai nữa là chúng ta đã bị thay đổi cái tâm nguyện ban đầu mình đến với Tam Bảo. Cho nên là bây giờ nếu mà chúng ta lỡ có gặp những cái duyên mà không lành, thì nếu như cái tâm chúng ta mà đang vững vàng đối với Tam Bảo, thì chúng ta lại cần tu tinh tấn hơn nữa. Cái tinh tấn tu tập của mình để thể hiện rằng mình là cái người ngay từ đầu đã định hướng đúng khi chúng ta đến với Tam Bảo. Nếu một người ngay từ đầu định hướng đúng, thì dù hoàn cảnh, dù điều kiện xảy ra như thế nào thì họ vẫn tiến bước, nếu mình chọn đó là cái lý tưởng tốt đẹp cho chính bản thân mình. Nếu mình chọn sai thì mình chỉnh sửa lại để cho đúng. Còn mình đã chọn đúng rồi thì mình vẫn dấn bước, để làm cái chỗ nương ngược trở lại cho cái người mà trước đây mình nương, thì mình mới là cái người giỏi, đúng không? Bây giờ mình nương người ta tới hồi người ta không được, cái mình sụp đổ luôn, thì mình không phải là cái người vững vàng. Nên phải thể hiện cái sự vững vàng đó nơi chính bản thân mình, thì mình mới có thể làm lợi cho Tam Bảo được. Còn nếu mà mình có một chút gì đó lai đổ, nó sẽ làm ảnh hưởng. Bây giờ ví dụ như ở đây chúng ta có một nhóm là 50 người, thì thay vì 50 người này á mà bị lai đổ, thì mai kia mốt nọ chỗ này sẽ không còn Phật pháp nữa. Nhưng mà lỡ có một người từ đây mà họ không còn giữ vững, thì còn 49 người này vẫn giữ vững. Giống như bây giờ chúng ta đang chèo cái thuyền ra khơi vậy, đúng không? Thì á, cái ông thuyền trưởng mà lỡ có vấn đề, một ông thuyền trưởng lỡ có vấn đề thì nó sẽ làm cho chúng ta dao động một chút thôi. Nhưng trong đó nếu còn 49 người còn lại mà họ vững tay chèo thì mình cũng sẽ đi tới nơi. Còn này thuyền trưởng có gì cái buông ra thì cả 50 người đều phải bị chết chìm. Chúng ta phải nhìn lại cái chuyện này. Cho nên nếu mà chúng ta có lỡ gặp những cái duyên không lành mà tâm chúng ta vẫn vững vàng đến Tam Bảo, thì bản thân mình mỗi ngày mới được tiến hóa, vẫn được tu tập tốt đúng với chánh pháp. Và cái phát tâm phát nguyện ban đầu chúng ta nó sẽ không phải là vị thầy đã chứng minh là đủ, mà khi chúng ta phát khởi tâm nguyện ủng hộ Tam Bảo rồi là được chư Phật mười phương đã chứng biết rồi. Và nếu chúng ta luôn luôn giữ vững cái tâm nguyện đó, thì sẽ có một cái sự gia trì hộ niệm của Tam Bảo, để chúng ta sẽ được tiếp tục tiến hóa và sẽ được tiếp tục kết duyên lành. Có khi
hai người, chúng ta nói là ví dụ như một người tốt và một người xấu hợp đồng làm ăn với nhau, nhưng một thời gian á nó sẽ vỡ chuyện ra, sẽ phát hiện người này xấu. Mà khi phát hiện người này xấu rồi á thì mình sẽ sao? Mình sẽ bị thất vọng, đúng không? Tại sao lúc đầu mình không chọn lựa kỹ để chọn người này để mình làm ăn, thất bại cái đoạn này. Nhưng mà chúng ta phải nhìn ngược lại, tại vì giữa hai người mà hợp đồng lâu bền với nhau nó phải có nhiều vấn đề lắm. Thứ nhất là cái phước báo phải tương đồng với nhau nè, thứ hai cái định hướng phải cùng với nhau nè, thứ ba là phải có cùng đồng tâm hiệp lực. Nhưng mà bây giờ cái người kia cái ý hướng khác mình và cái phước báo họ kém hơn mình, thì họ không thể sánh bước với mình để bước nữa, cho nên họ bị tự động, gọi là thiên nhiên tự động sàng lọc. Sàng lọc biết đâu là chúng ta là những người đã có nhiều cái tâm nguyện tu tập tốt, ví dụ như vùng này có nhiều quý Phật tử mình đã có cái tâm nguyện lớn, muốn có một cái việc lớn, xây dựng một cái ngôi tam bảo thật đẹp theo ý muốn của mình. Nhưng mà vì trước đây tới đây họ không đủ phước để họ đảm đang công việc lớn này, vì vậy mà khiến tam bảo phải đưa vị này về chỗ rồi sẽ chuyển lần lần chuyển duyên lành, để khi mà cái tâm nguyện chúng ta nó đủ lớn và cái người mà đủ phước báo để thực hiện cái tâm nguyện lớn của mình họ có mặt, thì lúc đó gọi là duyên họ đủ, chứ không phải người này đi là mình bị thất bại, không phải như vậy. Mà có khi là hai cái này nó không có kết nối với nhau, không kết nối với nhau được, là do hai bên còn chênh lệch nhau. Thứ nhất là phước đức nè, không, thứ hai là cái tâm nguyện không đồng, và thứ ba là cái hành xử nó, cái phước báo nó không tương ưng nữa, cho nên mọi chuyện nó không thành tựu theo ý muốn của mình. Nhưng mà những chuyện không thành tựu theo ý muốn của mình không phải là một sự hư đổ. Chúng ta nếu nhìn theo chiều tích cực, nếu nhìn theo chiều tích cực thì cái bây giờ muốn lo cho người này, nhưng mà người này không đủ phước để hưởng, phước họ tới chừng đó là hết rồi. Không, nếu mà bây giờ một người Phật tử muốn ủng hộ một ông thầy, muốn lo cho ông thầy cất một cái chùa thiệt là to theo ý, theo tâm nguyện của mình, và nếu như cất được một cái chùa to thì thầy tiếp tục sẽ được thăng hoa trên cái việc tu học của mình, của thầy đó, rồi danh của cái thầy sẽ được nổi vang lên, rồi lợi lạc cho nhiều người. Nhưng thật sự vị này không đủ phước để hưởng cái điều đó, cho nên tam bảo cũng khiến là không có đủ phước để thọ nhận tiếp những cái tâm lành của mình. Thì bây giờ vậy này đi, để cái tâm lành của mình nó sẽ được kết nối với một người nào đó có khả năng hơn, cao hơn nữa, thì đây không phải là chuyện đáng buồn, mà là cái chuyện coi như là chúng ta cũng nên có một cái gì, cái hy vọng, một cái nên cái một cái hy vọng đó, và nên có cái tự tin đó. Tại vì tất cả những cái người mà phát khởi tâm tu tập đúng với chánh pháp rồi đó, thì cái duyên lành nó sẽ được kết nối, nhưng mà phải chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. Chúng ta tiếp tục tu tập tốt thôi, cái chính của mình đó là tiếp tục tu tập tốt. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình muốn muốn đựng một cái nước cho sạch thì chúng ta phải sao? Phải xúc bình và rửa ly cho sạch. Phải không? Chúng ta người ta muốn đựng nước nhiều thì chúng ta phải chuẩn bị cái chậu cho lớn. Chúng ta muốn đựng nước nhiều là phải chuẩn bị cái hồ cho lớn. Phải không? Thì nước nó mới mới theo ý của mình mà tới. Thì cũng vậy, khi mà cái tâm chúng ta mà chưa có rạn lọc được sạch đó, trong giai đoạn chúng ta còn dao động, ban đầu chúng ta chưa tu tập tốt, thì cái duyên mà nó đến với chúng ta nó còn dao động, nó chưa có yên theo ý của mình. Do vậy mà mình chỉ cần chuẩn bị cái tâm niệm tốt thôi. Ví dụ như tất cả những Phật tử ở đây, mỗi người đều có một cái thiện tâm đã được phát khởi một cách rất là dũng mãnh để ủng hộ, để chăm lo và muốn có xây dựng ngôi tam bảo thật tốt ở đây để cho nhiều người được hưởng. Thì bây giờ mỗi người phải tự xây dựng mình, phải tự tu tập mình cho thật tốt. Một ông thầy mà có tu tập tốt thực sự và duyên đó sẽ được kết với nhau. Còn những vị mà tu tập không có được cao thì họ không đủ sức để nhận cái phước báo mà những người tu tập tới tốt lo cho họ. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Nên tất cả những cái điều mà chúng ta thấy là được kết nối nhân duyên lành, nhân duyên tốt với nhau là đều do phát khởi tâm của mình. Mà cái người tâm rộng sẽ có cái pháp hội rộng, sẽ có cái cảnh giới rộng. Cái từ của Việt Nam những từ bình dân nhất là người ta nói là sao? Nồi nào úp vung đó. Úp vung đó. Cho nên chúng ta muốn có một nắp vung úp ở trên cho nó vừa nó lớn thì cái nồi chúng ta phải phải rộng. Nó thành ra là cái chính là gì? À,
là chúng ta phải chuẩn bị cái tâm của mình, chuẩn bị cái thiện tâm của mình cho thật tốt. Tức là cũng nghe quý Phật tử ở đây cũng muốn, mong muốn rằng ở nơi đây sẽ có được một ngôi tam bảo, muốn nơi đây sẽ có được một cái đạo tràng. Thì cái ý kiến của chúng tôi đó, là chúng tôi muốn cho tất cả những người đã có cái tâm nguyện này, chúng ta nên giữ vững cái tâm của mình. Và chúng ta không cần phải phải chạy vại chi cho nó cực. Chúng tôi phải nói như vậy. Với chúng tôi, nếu chúng tôi mà có cái ý kiến đó, thì chúng tôi mong rằng tất cả mọi người đều tin ở cái trí tuệ của Đức Phật, đều tin ở cái uy thần của Tam Bảo. Quý vị đã tin Tam Bảo rồi, nhưng mà phải tin cái uy thần của Tam Bảo, là cái tâm chúng ta đến đâu, cái tâm lành chúng ta đến đâu, chúng ta sẽ kết nối được duyên lành đến đó. Chúng ta tin điều này đi, thì Long Thiên Hộ Pháp sẽ thấy hết tất cả những cái gì xảy ra ở nơi mình và xung quanh mình. Tất cả những chuyện đúng và chuyện sai của mình phát khởi từ tâm mình là đều được cái sự chứng biết của chư Phật mười phương và Long Thiên Hộ Pháp hết. Không có ai làm đúng làm sai mà chư Phật không biết. Và chính trong bản kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói điều này rất là rõ. Đức Phật nói là khắp mười phương pháp giới này, tất cả chúng sanh có khởi nghĩ điều gì, những người tu tinh tấn hay là tu giải đãi, những người là thương Phật hay là ghét Phật, những người ý nghĩ tốt hoặc là ý nghĩ xấu, tất cả những cái tâm niệm đó chư Như Lai đều rõ biết, không có sót, không có sót ý niệm nào hết. Rồi chúng ta có ngồi đây có nghĩ tốt nghĩ xấu là Đức Phật đều biết hết. Do đó mà một người đã có cái phát khởi cái tâm lành đối với Tam Bảo, phát khởi cái thành tâm muốn gây dựng được ngôi Tam Bảo, thì đó là một tâm rất là tốt. Thì cái chuyện này là cái chuyện sẽ được với chúng ta trong tương lai. Nó thì mà muốn được cái đó thì phải có những cái nhân tố tốt, đúng không? Bây giờ là ví dụ như một chiếc xe đi, chiếc xe đó tốt hết, nhưng mà trong đó có cái máy không tốt thì chiếc xe không thể chạy được, đúng không? Mà dù chiếc xe đó có cái máy tốt mà chỉ cần bánh xe không tốt thì cũng không chạy được. Vì vậy mà những người mà muốn cái phát cái tâm lành, muốn gây dựng cái tâm bảo một cái vùng nào đó, thì những người đó phải là những người thật sự bắt đầu bây giờ nè, chúng ta bắt đầu kết cái duyên trở lại, chúng ta bắt đầu kết nối trở lại để chúng ta gây dựng được cái đạo tràng, dù là hết sức nhỏ. Chỉ cần ban đầu chúng ta 4 người thôi, chúng ta học theo Đức Phật thôi, chúng ta mới thấy là cái con số 4 của Đức Phật đã xài. Như đây chúng ta bật mí con số 4 để quý vị bắt đầu xài. Quý vị thấy là trong kinh liền nói là sao một chúng tăng là gì? Là 4 người, 4 người mới là một chúng tăng. Và từ 4 người đó mà lan khắp cả cái thế gian này không biết bao nhiêu chúng tăng rồi, nhớ không? Thì giờ 11 theo ý của chúng tôi là quý vị muốn kết nối đạo tràng này, ban đầu 4 người làm căn bản, và bắt đầu chúng ta tiếp cái lần thứ hai là 4 là 16, thì kết thêm 16 người, và hai lần vậy thôi thì bao nhiêu người nữa cũng được. Là đạo tràng chúng ta sẽ phát triển, quý vị thử làm điều này đi. Nhưng mà ban đầu 4 người này phải là cái trụ cột, phải thứ nhất là chúng ta phải có đạo lý thật sự, chúng ta học đạo để hiểu đạo cho nó rõ ràng, và phải xem lại cái sự mong muốn hình thành đạo tràng của chúng ta là cái gì. Tự quý vị phải rạn lọc và phải bàn bạc thật kỹ là chúng ta muốn có đạo tràng để làm chi, rồi bản thân chúng ta đã đến Phật Pháp vì cái gì. Khi mà chúng ta đã xác định rõ ràng là mình muốn đến với Phật Pháp, muốn đến với Phật Đạo vì cái việc giác ngộ giải thoát, và mình muốn kết nối những cái nhân tố giác ngộ giải thoát lại với nhau, ngồi chung với nhau để chúng ta hình thành cái đạo tràng mà tu tập đúng với cái đạo lý giác ngộ giải thoát của Đức Phật, chỉ chừng đó thôi là quý vị sẽ từ từ sẽ kết nối lại được. Còn nếu mà chỉ có lỡ có xảy ra bất kỳ một cái chuyện gì dao động á, thì chúng ta phải thấy giống như là cái hoa nó chưa đủ để kết quả thì nó phải rụng, không? Còn cái quả nào kết thì nó sẽ trổ quả. Còn lại dù trên dây một bông hoa nhưng vẫn phải kết quả cho tốt. Thì như là cái quả đó nó sẽ tiếp tục gieo cái mầm mới, trong tương lai nó sẽ nảy nở được một cái vàng hoa mới cho mình. Thế thì chúng ta phải có một cái sự quyết tâm đó thì chúng ta mới có thể làm được mọi chuyện theo ý của mình. Còn mà trước đến giờ cũng do chúng ta có một phần á, là do cái sự học hiểu chúng ta nó chưa có đến nơi đến chốn, thì đương nhiên là ai cũng bị dao động khi mà cái thần tượng của mình nó bị sụp đổ. Thì chuyện đó là chuyện dao động, là chuyện tất nhiên thôi. Nhưng mà nếu chúng ta học Phật Đạo cho nó chuẩn mực á, thì dù cái hoàn cảnh xã hội xảy ra như thế nào, chúng ta vẫn giữ vững cái tâm ban đầu của mình á.
Khi chúng ta giữ vững tâm ban đầu, chúng ta đứng đúng vị trí của mình rồi á, thì chúng ta sẽ trở lại là cái chỗ nương. Lúc đầu thì chúng ta nương nhờ chỗ này nương nhờ chỗ kia, và chúng tôi đi gặp một cái đạo tràng của chỉ có một người Phật tử thôi mà đã vững vàng mười mấy năm nay. Thì cô đã phát tâm lập một cái đạo tràng, rồi buổi đầu thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, mà cuối cùng đạo tràng họ cũng vẫn sinh hoạt vững, tức là vẫn mời quý thầy về giảng dạy được, chỗ đó cũng phát hành kinh sách rồi được nữa, và đạo tràng nó cũng rất là nhiều thầy quý mến đến để giảng dạy Phật pháp. Thế thì như vậy là nếu một người mà phát tâm vững vàng thôi, làm một cái chỗ nương tựa vững cho cái đạo tràng của chính mình, thì bằng tất cả những cái giá mà chúng ta phải trả đương nhiên trong cái cuộc sống này ấy, không có cái chuyện gì mà dễ dàng, không có chuyện gì dễ dàng, mà nhất là xây dựng tâm bảo. Chúng ta thấy cái người mà xây dựng tâm bảo là người mà gánh vác một cái trọng trách lớn cho trần gian, chứ không phải cho cái vùng mình ở đâu. Đó là một cái điều mà chúng ta phải thấy. Do đó mà trước khi đã hoàn thành một cái trách nhiệm lớn thì phải có một sự cân nhắc kỹ lưỡng của, chúng ta dùng cái từ theo cái kia là gọi là sự cân nhắc kỹ lưỡng của bề trên. Phải có những sự thử thách, muốn giao việc lớn cho mình là đương nhiên là mình phải có một sự thử thách nào đó. Chứ một người mà không đủ khả năng, người mà thiếu cái kiến thức, thiếu đạo hạnh mà giao cho họ một đạo tràng lớn là họ sẽ bị làm sụp đổ đi. Cho nên là chúng ta có cái quyết tâm hình thành tâm bảo để cho cái trước nhất là cái vùng của mình, một cái mình có được cái tâm bảo theo cái tâm nguyện của mình, thì quý vị có thể là kết nối lại, chúng ta nắm chặt gần tay lại, dù sóng gió cỡ nào chúng ta cũng tiến bước. Thì từ từ cái tâm lành chúng ta sẽ được kết nối, và mỗi một ngày mà mình tu tập tốt á, thì chúng ta nên phát tâm phát nguyện, mình nguyện tất cả cái công đức tu hành của mình, mình có được bao nhiêu công đức phước đức, có bao nhiêu cái sự tu tập của mình, đều muốn ở cái vùng mình ở có một đạo tràng. Và chúng ta cứ hồi hướng như vậy, mỗi đêm chúng ta phát nguyện như vậy, thì lần lần nó sẽ kết được cái duyên lành. Và đây là cái điều mà rất cần. Chúng ta thấy như cái thời của Đức Phật mà có những người Phật tử phát tâm á, có cái cư sĩ Út Già, quý vị có nghe trong kinh có cái chuyện của ngài cư sĩ Út Già chưa? Có một lần bà phát tâm cúng dường, ông cư sĩ Út Già này phát tâm cúng dường 3 tháng hạ, cúng cơm 3 tháng hạ xuyên suốt cho chư tăng. 1.250 vị tỳ kheo, quý vị tưởng tượng là một ngày mà nấu cơm cho 1.250 vị là khủng khiếp, tiền lắm. Mà ông là một trưởng giả, tức là ông cứ nghĩ là ông rất là giàu có, thật ra là có thể là cúng được suốt 3 tháng đó. Nhưng mà ông cúng mới có được 1 tháng thôi là coi như gần hết 90% kho đụng ông là tàn kiệt hết rồi, vàng bạc của báo đem ra bán hết. Bây giờ còn 10% gia đình can gián rồi đó, nếu mà ngày chỉ cúng 2 ngày nữa thôi là sạch kho, thì là cả gia đình đều phải chấp nhận đói, và chư tăng cũng không có còn cơm để ăn nữa, thì ngài phải dừng lại để dùng đồng tiền này làm ăn lại rồi sẽ cúng dường sau. Nhưng mà cư sĩ Út Già đã phát nguyện, tức là tôi đã một lần phát nguyện cái tâm bảo rồi thì tôi không bao giờ thối chí, nếu như tôi cúng dường cho tới 2 ngày nữa mà sạch tất cả những cái tiền của nơi kho này, chấp nhận bán nhà bán cửa bán tất cả một cái để tiếp tục cúng dường nữa, thì không phải là người trong nhà can gián mà ngay cả chư tăng đệ tử của Đức Phật ngày Xá Lợi Phất lại can gián luôn. Nếu bây giờ ông phát tâm vậy là chúng tăng đã chứng minh rồi, Đức Phật đã chứng minh cho ông rồi là đã đủ lắm rồi, thôi ông dừng lại đi. Ông nói không, thưa ngài, nếu ngài thực sự là một vị tăng ở trong tăng đoàn Đức Như Lai thì ngài không nên cản trở cái phước lành của người khác. Rồi ông quyết tâm như vậy á, nó động tới trời Đế Thích, ghế trời Đế Thích bị lung lay, tức là vua trời Đế Thích á bị lung lay chiếc ghế của mình. Ông muốn nhìn xuống trần gian này coi thằng cha nào mà làm phước ghê gớm đến mức độ mà chuẩn bị thay đổi chiếc ghế của ông, thì nhìn thấy cái ông này đang chuẩn bị cúng dường mà tới cạn kiệt của cải của mình là không phải về cõi trời bình thường mà về làm vua trời để thay thế ông. Thì đêm đó ông bắt đầu phải giả người xuống trần gian này liền. Ông mới năn nỉ ông này á, thì bây giờ á là tôi cũng rất là kính tin Đức Phật, rất là kính tin tâm bảo, và tôi thấy cái chuyện cúng dường ông là sắp cạn rồi, bây giờ ông cho tôi hùng được không? Ông nói không, hùng là dứt khoát không cho.
Bây giờ ông phải làm sao cho tôi ké miếng phước chứ, bây giờ 1.200 năm vị tỳ kheo ông cúng cả tháng mấy nay là cái phước báo ông lớn đó rồi, năn nỉ gần như là cả ngày nhưng ông dứt khoát là một mình ông cúng không thay đổi, thì trời đã thích buộc phải đi về thôi. Nhưng mà dùng thần lực của mình là làm cho kho đụng được đầy, tức là sau mỗi đêm ngủ thức dậy là tất cả kho đụng ông được đầy trở lại, vàng bạc châu báu đầy đủ trở lại, và ông cứ lấy ra bao nhiêu tiền mua để cúng dường chư tăng thì kho trở lại đầy chứ không bao giờ lưng nữa. Đó là điều để chúng ta thấy dù cúng mà tới, phải nói là ông cúng tới bán mạng nhưng ông vẫn cúng, thì đó là điều cho chúng ta thấy là cái phước báo khi mà chúng ta phát tâm phát nguyện mà cho nó đúng rồi thì cái hoàn cảnh gì chúng ta vẫn giữ vững cái đó, để chi, để chúng ta giữ vững cái phước của mình. Có nhiều khi chúng ta ủng hộ Tam Bảo một giai đoạn mà mình thấy rằng cái sự chờ đợi, sự mong mỏi của mình với một vị thầy, với cái chùa đó đó, chuyện này là gặp rất là nhiều, đây là cái chuyện mà rất là thực tế, thì nhiều vị Phật tử nản lắm, nản lòng và thối chí không đi chùa nữa. Mà bây giờ nếu mà hỏi thật không đi chùa là ai lỗ? Rõ ràng là mình bị mất mát, mất cái duyên lành để được được tiếp tục học đạo, và mình còn có thái độ mà đối kháng với chùa, mình còn lên án chùa nữa, thì mình làm mỗi ngày cái phước lành của mình nó bị tổn giảm đi. Tốt hơn nhất là mình đừng có nói câu nào. Thì bây giờ mình không đủ duyên để đến chùa này thì mình sẽ đến tu tập chùa khác. Như vậy là mình giữ được cái phước của mình. Chúng tôi dùng từ là bảo toàn được cái phước lành của mình đó. Chứ chúng ta đừng có cái thái độ hơn thua, bởi vì cái vị đó có cái gì nó không vừa ý với mình thì là cái chuyện nhân quả của người đó. Còn cái chuyện tu học của mình là dù xảy ra chuyện gì chúng ta vẫn tiếp tục để chúng ta giữ được cái phước của mình. Thì biết đâu bây giờ là cái duyên thầy trò của mình đến vị đó là ngang đó nó hết. Nhân quả chúng ta phải hiểu điều này. Có những cái nhân quả là có khi chúng ta quy y vị thầy đó, chúng ta có thể theo học vị thầy đó suốt đời. Nhưng mà có khi chúng ta quy y vị thầy 3 bữa thôi chúng ta sẽ học vị thầy khác rồi. Thì cái duyên của mình sẽ đến vị đó là được quy y thôi chứ không được học pháp. Cái duyên của mình đến vị thầy đó trong 5 ngày là mình không bao giờ gặp ổng ngày thứ sáu. Không có thể được trong nhân quả. Nhân quả có một cái điều hết sức là chính xác chi ly mà chúng ta không bao giờ tưởng được. Nhân quả sắp xếp chúng ta gặp nhau ngày hôm nay, đúng ngày này, giờ này và phút này chúng ta gặp, mà trước đó 1 phút gặp không được. Đó là nhân quả chúng ta phải hiểu. Cho nên đó, chúng ta phải hiểu được cái nhân quả nó từng đoạn, từng đoạn. Vì vậy mà có những cái vị mà thầy của chúng ta, có nhiều khi có quý Phật tử đi quy y với mình rồi học đạo mình trong thời gian ngắn cái bỏ đi học thầy khác, cái rồi vị thầy cũng lớn tiếng la rầy nó, bị Phật tử giống như là phản thầy, bỏ thầy này đi theo thầy khác. Không phải, thực sự nếu một người Phật tử đó mà còn duyên với thầy đó hả, bước vô cửa là bước vô cửa chùa lấy roi quất đi nữa họ cũng chạy vô nếu là còn duyên. Nhưng mà hết duyên là đưa xe lại nhà rước, họ không thèm tới chùa. Vì nhân quả, đó là nhân quả, chúng ta phải hiểu về nhân quả điều này. Do vậy mà tất cả những cái việc làm gì ở trong cuộc đời này của chúng ta, nếu chúng ta giữ vững cái lòng tin Tam Bảo, giữ vững cái sự hiểu biết đối với nhân quả, thì chúng ta có thể suy nghiệm được mọi việc nó đến với mình lâu hay là mau, đến với mình tốt hay là xấu, là chúng ta có thể hiểu ra vấn đề. Thành ra chúng ta nếu là người học Phật đạo tốt là không buồn vì cái chuyện tốt chuyện xấu với mình. Như một người mà xảy ra chuyện tốt chúng ta vui, xảy ra chuyện xấu chúng ta buồn là chúng ta chưa có nắm vững về nhân quả. Chưa có thấu suốt về nhân quả. Có những người á, rất là xa xôi với mình mà gặp mình một lần á, cả đời mình không quên được, đúng không? Có những người ở bên cạnh mình nhưng mình chán lâu muốn thấy mặt. Cái chuyện này rất là rõ, đó là nhân quả mà chúng ta phải thấy trong cuộc đời này. Thật ra có khi á, là chúng ta gặp những cái duyên lành, duyên tốt thì chúng ta phải biết rằng cái nhân quả cũ của mình nó đang trổ. Nhưng mà đến lúc chúng ta gặp cái duyên xấu thì cũng là nhân quả nó đến, chứ không có cái gì mà tự nhiên nó xảy ra. Mọi chuyện đều xảy ra trong cuộc đời này là nó rất là tròn duyên, rất là tròn duyên. Nên chúng ta phải hiểu điều này. Cho nên nó nhiều khi hôm nay chúng ta gặp được một vị này thì chúng ta lo lắng để cung phụng, lo lắng phụng sự đủ điều, chúng ta thương, chúng ta mến, chúng ta quý vị này. Nhưng mà như mình với vị này đâu có 3 tháng à, tới tới ngày thứ 91 là vị này đã mất tiêu. Coi như khúc đó nó hết rồi, khúc đó hết rồi, chúng ta tiếp tục kết nối với cái nhân quả mới. Thì chúng ta nếu mà tin nhân quả, tin nhân quả thì chuyện này cũng không có gì buồn, tại vì nhân quả đã hết rồi, nhân quả đã hết.
chứ không phải là vị này xấu mà chúng ta thối thất là vị này tốt chúng ta lại lại tu tinh tấn, không phải như vậy. Nếu chúng ta hiểu biết đúng Phật pháp thì mọi duyên xảy ra đối với mình á, mình đều có một cái thế nhìn nó đúng á, thì cuộc sống chúng ta sẽ bớt đi cái phiền muộn. Ngay cả cái việc trong gia đình cũng vậy, trong gia đình quý Phật tử á, có khi cha mẹ của mình thương con không đều, đúng không? Đây có bà cụ ông cụ nào thương đều hết không? Lòng của cha mẹ là không bao giờ muốn có sự phân biệt, nhưng mà vì cái nhân quả khiến cho tự nhiên cái người con này sẽ được lợi hơn, người con này sẽ được cưng chiều hơn người con kia. Bây giờ chúng ta suy nghiệm nhân quả kỹ, chúng ta sẽ thấy điều này. Trong cuộc sống thực tế này á, hai người muốn làm thân với nhau là sao? Phải gặp gỡ nhau rất là nhiều lần, đúng không? Nếu mình không nói tới cái chuyện nhân quả cũ đi, hai người mới gặp lần đầu trong cuộc đời này có trở thành bạn thân nhau được không? Đúng được, tại đâu có hiểu nhau đâu thành thân. Nếu khi gặp lại lần thứ hai, lần thứ ba đã từng chia sẻ câu chuyện này, câu chuyện kia với nhau, tâm đầu ý hiệp rồi mới trở thành tri kỷ, phải không? Rồi mới có nợ nần với nhau. Thì bây giờ chúng ta tính trong cái gia đình của mình, giữa mình và cha mẹ, ví dụ như mình là con trai lớn đi thì không được cha mẹ cưng bằng đứa út. Hoặc là có nhiều đứa con, người con út lại không được cha mẹ cưng bằng anh trai lớn. Và thưa thiệt là hồi xưa chúng tôi cũng khổ với điều này lắm. Thì có ông anh cứ là anh đi học ở đâu không biết, mà về nhà xè tay cái là ông già cho một cọc tiền rồi nè. Mình nó cần tiền để mua tập mua vở, xin nó bị chửi chứ không có được, rất là khổ chuyện này, cho nên tôi tức tôi mới học Phật pháp. Thì tới hồi mình hiểu thì mình thấy rõ ràng rồi, cái chuyện này nó đúng vậy thôi chứ nó không có thể khác được. Ví dụ như bây giờ giữa cha mà thương một người con đó, là hai người này chắc chắn có nợ với nhau trong nhiều kiếp. Mà sở dĩ mình tới đây mình thấy cái tình cảm này nhợt nhạt là do mình mới gặp cha mẹ lần đầu trong đời này thôi. Mình cũng có nợ nhưng mà nó mỏng mỏng, nó cạn cạn. Còn người kia là đậm quá rồi, nên là họ phải trả bằng mọi giá để cho nó hết. Còn mình là người mới tới, giống như bây giờ mình mới tới nhà này thì mình không được thân bằng cái người đã từng ở chung nhà với nhau. Cái chuyện rõ ràng đó, đó là nhân quả. Mình không thể buồn với chuyện này được. Mà khi mình chưa hiểu mình thấy khó chịu lắm. Nhà cũng cha mẹ cũng cùng chung dòng máu, cũng sanh ra, cũng nuôi lớn lên, mà tại sao thương người kia hơn thương mình? Mình thấy mình rất là khó chịu. Nó thành ra khi mà mình được gặp cái chuyện tốt, chuyện xấu thì mình chịu khó đem nhân quả ra. Mình tự nghiệm lấy nhân quả. Thì mỗi một chuyện đúng và chuyện sai, chuyện tốt và chuyện xấu xảy ra trong cuộc đời này là chứng minh được nhân quả mà Đức Phật đã nói. Thì vậy là chúng ta sẽ học đạo rất là giỏi. Mỗi chuyện xảy ra nữa, cái gì sẽ kết nối được cái nhân quả liền. Tại sao mà cái người này mới vừa gặp mình thôi, chưa nói câu nào là mình thấy khó chịu, mỗi khi mà thấy cái mặt là không ưa nó rồi. Chưa nói câu nào, nếu mà nói là chắc chắn có chuyện với nha. Nó sẽ kỳ vậy. Tại sao người kia mình mới gặp mà không được gặp một lần nữa là mình ăn không ngon ngủ không yên. Thì nó cũng có cái gì đó, phải không? Nếu mà hai cái chuyện nhân quả của trước kia không có thì tại sao nó xảy ra như vậy? Thì là mỗi một lần chúng ta gặp một cái duyên như vậy là chúng ta phải nghĩ tới nhân quả. Cho nên là nếu mà một người nào mà gọi là thuần thục với nhân quả thì người đó sẽ có một đời sống tốt đẹp và sẽ tiến tu rất là nhanh. Còn nếu mà người nào không có khéo ứng dụng nhân quả, nhiều khi xảy ra một chuyện chúng ta sẽ bị buồn, chúng ta sẽ buồn. Tại sao là mình cả đời của mình không làm phước thiện, cái đời mình làm lành, mình lánh dữ, mình tu hành từ nhỏ tới lớn không có bao giờ làm ác nữa, ngay cả con kiến mình đụng tới mình cảm thấy mình xót xa. Còn bên cạnh nhà mình, nếu thằng cha làm ác mà chỉ cứ giàu có hoài, nhân quả đâu mất tiêu rồi, chẳng lẽ không có nhân quả sao? Đúng không? Chúng ta cũng phải gặp những cái chuyện để chúng ta thắc mắc. Nhưng nếu chúng ta hiểu rõ nhân quả rồi thì mọi chuyện sẽ ra khác rồi. Chúng ta ví dụ như bây giờ gia đình mình mà mình làm ăn một ngày á, mà được tiêu xài khoảng 10 đồng thì đủ đủ để cho gia đình mình sinh hoạt một ngày. Thì nếu một ngày mình làm được là 50 đồng thì mình sẽ xài được 5 ngày, mà 4 ngày mình ở không, đúng không? Nếu mình làm được 100 đồng thì mình sẽ nghỉ không được 9 ngày, mình vẫn đủ cơm đủ áo, mình không có bị vất vả. Còn nếu mình làm ngày 10 đồng thì ngày sau buộc mình phải làm tiếp thôi, mình mới có cơm ăn, còn nếu không là mình sẽ bị thiếu.
Thì bây giờ tính nhân quả, tại sao người kia cứ luôn luôn làm ác và cũng không thấy họ cực khổ gì mà họ cứ tiếp tục làm vậy? Thì chúng ta nếu mà nhìn nhân quả vậy với cái phước báo thì chúng ta thấy sao? Ông này không biết là xui rủi cho ông cái đời trước ông làm chuyện gì quá lớn về phước báo này, cho nên đời này dù ông có làm ác nhưng chưa tiêu hết cái phước ông đã tích trữ trong mấy đời trước. Còn cái nhân quả xấu của ông làm đời này thì chưa tới, chứ không phải là không có xảy ra, đúng không? Tại vì nhân quả nó có từng đoạn. Cái đoạn này nhân quả quy định cho người này được sống như thế nào đó là do nhân quả họ đã làm trước rồi. Thì tới một cái tập phim, không tới cái tập phim là ông phải hưởng phước. Nhưng mà qua tập 2 là khác à, chưa chắc là qua tập 2 sẽ được hưởng phước. Nó tại vì cái chưa hết cái tập cũ. Không. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn á thì chúng ta mới thấy rõ ràng là à, cái ông này cái phước lớn. Mà thật sự trên đời nó có nhiều cái chuyện lắm. Ví dụ như có những người đó họ không tu hành gì hết, họ lãnh đạo một cái thôn này đi. Mà tự nhiên họ thấy có đường hư cái họ tự nhiên họ vận động người ta làm thôi, họ không phải là tu. Cả đời họ làm xấu nhưng bữa nay thấy đường tốt họ làm, hoặc họ bỏ tiền ra họ làm. Và cái con đường này không phải một người đi mà hàng ngàn người đi, thì cái phước họ vô tình rất là lớn. Nhưng họ cũng chẳng biết Phật Pháp gì nữa. Thì giờ tới họ trổ quả thì họ cũng vẫn hưởng cái quả báo mà họ đã làm cái chuyện để cho hàng ngàn người đi trên cái con lộ đó, hàng ngàn người đi qua cái cầu đó. Thì họ vô tình hưởng phước đó nhưng mà họ không phải là tôn giáo, họ chưa từng tu tập. Và cái điều đó mình đáng thương họ. Tại vì nếu một người mà hiểu biết về tôn giáo mà họ có tu tập tốt thì họ vừa hưởng phước mà họ biết cách để tạo phước. Còn cái người kia mà đã hưởng phước mà họ không biết cách tạo phước thì họ hưởng có khi nó không có bền. Và khi hết phước rồi thì không biết họ sẽ đi đâu về đâu. Đó là cái người mình thương hơn là người mình đáng trách họ. Còn một người mà tu tập đúng đạo Phật có một cái điều hay là dù chúng ta có tạo cái phước rất nhỏ, chúng ta có hưởng cái phước nhưng mà chúng ta còn tiếp tục gieo cái phước lành mới cho mình. Cho nên dù mình có hưởng phước nhưng mà phước lành nó vẫn còn để cho mình hưởng được lâu dài. Thì đó là cái người có trí. Nên trong Phật Pháp chúng ta thấy nhiều, nếu mà chịu ngắm nhìn cuộc đời này thì mình sẽ nhận ra, mình sẽ hiểu ra, mình sẽ thấu thoát được cái nhân quả của đạo Phật đó. Mà khi chúng ta thấu thoát được nhân quả rồi, chúng ta rất là yên trong đời sống này. Dù xảy ra chuyện thuận nghịch, mình hoàn toàn an tâm. Không có chuyện gì để đáng lo hết đó. Không có chuyện gì để đáng buồn nữa hết. Tất cả mọi cái đều xảy ra do nhân quả. Nên mình phải chuẩn bị cho mình luôn luôn tốt là đủ rồi. Còn cái quả báo cũ nó tới như thế nào là cái chuyện của quả báo cũ. Quả báo là dứt khoát phải tới. Chứ không bao giờ mà không có cái chuyện gì mà đến với mình mà không có nhân. Và mình đã gieo nhân rồi thì cái chuyện mà quả báo mà không tới là không bao giờ có. Luôn luôn ở hai đầu nó phải có. Nếu chúng ta làm tốt thì mình cứ yên tâm mình làm theo ý của mình. Nếu mình thấy rằng cái chuyện đó nó có lợi cho nhiều người, chuyện đó nó có lợi cho Tam Bảo, chuyện đó nó có cái điều kiện để cho mình thăng tiến và tâm linh, thì chúng ta cứ tiếp tục làm. Cứ làm như vậy, mỗi ngày chúng ta cứ gieo cái mầm phước thiện cho chính bản thân mình, thì cái mầm phước thiện đó nó sẽ lớn ra. Và cái điều này á, không phải ảnh hưởng riêng cho bản thân mình, mà ảnh hưởng chung cho môi trường, cho xã hội và cho cả vũ trụ chúng ta. À, chúng ta mới có mà nghiên cứu về, gần đây nó có một cái tài liệu à, tài liệu của cái ông Emono Kazu, cái người Nhật. Ông đã nghiên cứu cái phân tử nước, chắc cái này cũng có một số người đã nghe rồi. Như vậy là một cái ly nước thủy tinh đó, ông lấy ông đựng 3 ly nước. Và ông chỉ cần dán chữ thôi nha, chứ chưa có nói gì với nó. Dán một cái ly nước là chữ khen tặng đó, một ly nước cái chữ là tình thương, và một ly nước là chữ rủa đó. Thì ông bỏ vô cái tủ đông đá sau 2 tiếng đồng hồ. Sau 2 tiếng ông lấy ra, ông lấy máy phóng đại, ông chụp hình. Thì cái ly nước mà dán cái chữ tình thương á, nó ánh lên như pha lê và có hình lục giác rất là đẹp. Còn cái ly nước khen tặng nó cũng đẹp, nhưng mà nó không ra nổi cái hình lục giác, nó cũng sáng hơn. Còn ly nước chữa rửa nó biến thành màu đen và nó méo, cái phân tử nó méo đi. Thì chúng ta thấy cái sự nhạy cảm của nước á, một ly nước trong bình thường nó xảy ra chuyện đó rồi. Cho nên á, ở nơi mình, cơ thể mình là có bao nhiêu nước? Có tới 80% nước rồi. Vì vậy mà chỉ cần một cái tác niệm xấu, một tác niệm tốt sẽ ảnh hưởng chính mình trước cái đã, chưa nói tới cái chuyện người khác. Chính mình đã tự làm tròn, làm méo cái phân tử nước của chính mình. Trước mắt là cái ảnh hưởng tới mình.
Cho nên những người bệnh tật á, mà có cái tâm hồn nhiên trong sáng và sống cuộc đời đầy tình thương á, thì bệnh tật nó sẽ mau hết. Còn những người bệnh, ví dụ những cụ già nè, ha, mà bệnh tật á, thiếu cái người, thiếu tình thương chăm sóc, người đó sẽ bị kiệt rất là nhanh. Và nếu mà không được con cái, không được người thân chăm sóc, mà nằm đó còn phiền muộn nữa đó, còn buồn bực, người đó sẽ sụp đổ càng nhanh hơn nữa. Do đó mà nếu chúng ta muốn cho cái bản thân chúng ta được tốt thì chính mình phải đừng gieo ý niệm ác cho chính mình nữa, đừng có làm méo đi những cái phân tử nước của mình trước. Và rồi cái điều thứ hai nữa là mỗi một lần chúng ta nghĩ tốt, mỗi một lần chúng ta nghĩ xấu thì nó sẽ phát ra ngoài một cái từ trường tốt, một từ trường xấu cho cái vũ trụ này, chứ làm cho cái vùng ở chúng ta nó có một cái loại khí không lành. Một cái nhà mà nhiều người phiền hận với nhau, rồi bước vô nhà chúng ta sẽ nghe một cái không khí ngột ngọt gì đó, nó khó chịu lắm. Mà chúng tôi nghĩ là khoa học sẽ từ từ chứng minh được, chụp hình được cái loại phát sóng trong tâm não của chúng ta đó. Một người đầy thiện tâm á ha, đầy tình thương á, là tự động họ có một cái loại hào quang rất đặc biệt trong sáng quấn quanh cơ thể của họ. Một người đầy ác tâm, đầy hận thù á, chụp cái hào quang màu tím, màu xám tro liền. Cái chuyện nó rất rõ ràng, nó ảnh hưởng từ 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 nơi thân của họ và phát ra bên ngoài xã hội. Do đó nếu mà chúng ta có cái tâm, mà trong cái thí nghiệm của ông á, thì có hai loại tâm mà cái phân tử nước đẹp nhất. Tâm thứ nhất là cái tri ân, và thứ hai là tình thương. Hai cái tâm đó được dán trong tờ giấy vô cái phân tử nước, thì phân tử nước đẹp trực y như là viên kim cương, có lục giác đẹp đàng hoàng. Còn tất cả những cái tâm khác thì nó cũng có, nhưng mà nó không bằng. Vì vậy đối với mình ấy, mình luôn đầy đủ cái lòng kính tin tâm bảo để mình tri ân Đức Phật, và thứ hai mình có tình thương với đồng loại của mình, là mình muốn lập được một cái ngôi tam bảo không, để cho mọi người đều được hưởng nhờ. Sau khi mình đã tu tập đúng với đạo Phật, mình đã có một cái cảm nhận tốt đối với tam bảo, mình có tu tập để mình có được cái lợi ích cho bản thân mình, thì mình lại tri ân lớn với Đức Phật. Mà tri ân lớn Đức Phật chừng nào thì mình có cái tình thương đối với mọi người xung quanh chừng đó, thì khiến cho toàn bộ cái phân tử nước ở trong người chúng ta sẽ được tròn trịa và tốt đẹp lên. Và một người mà cả ngày lẫn đêm mà sống với cái tâm tri ân và đầy tình thương đó thì sẽ làm cho toàn bộ tế bào và phân tử chúng ta nó được trong sáng, huệ chúng ta được mở, phước chúng ta lớn. Mỗi một lần chúng ta tác niệm tốt, niệm lành đó, thì cái phước nó không phải tốt cho mình, mà nó sẽ tới không gian, phải chứ đi mãi mãi không gian, sẽ tới được tất cả các loài, các cõi. Thì càng phát cái niệm tốt chừng nào, càng phát thiện tâm chừng nào, thì cái từ trường chúng ta càng phát sóng mạnh chừng đó, và phát sóng nhiều chừng nào thì cái phước báo chúng ta nhiều chừng đó. Cho nên ý niệm lành và những cái câu niệm Phật, những cái câu của Đức Phật dạy là cho nó được phát sóng hoài á, thì cái vùng đó sẽ được trong sáng. Ví dụ như một nhà chúng ta ở trong gia đình này, mà chúng ta cứ bắt pháp, băng giảng pháp, hoặc là cái băng tụng kinh, hoặc là cái băng niệm Phật, một thời gian chúng ta thấy cái khí gia đình chúng ta thay đổi, nó sẽ trong sáng, nó tốt đẹp ra liền. Ai bước vào nhà chúng ta tự nhiên cảm nhận được một cái từ lực nào đó, cảm nhận được một cái không khí nhẹ nhàng nào đó, đó là một sự thật á. Vì vậy mà ở một cái vùng này, nếu tất cả quý Phật tử chúng ta mà đều phát tâm muốn gây dựng tâm bảo, thì quý vị bắt đầu tu tập. Cái chính là quý vị bắt đầu tu tập đi. Chúng ta chưa biết cái gì thì mỗi đêm chúng ta đều lại Phật, tụng kinh, đều niệm Phật hết. Và sau tất cả những thời công phu đó, chúng ta hướng tâm tới cái việc mà gây dựng nơi tâm bảo ở đây, ở cái vùng mình đang ở, thì lần lần á, cái từ trường đó nó sẽ được nâng cấp ở cái vùng này. Ở vùng này cái từ trường lực nó được nâng cấp với một khí trong lành đó, với cái khí sáng đó, thì nó sẽ kết nối được với những cái người mà có đầy đủ cái thiện tâm, cái trí lực đúng với cái sự mong cầu của mình sẽ tới. Biết đâu mai kia mốt nọ chúng ta sẽ gặp một thánh tăng về đây, nếu chúng ta đủ cái... Thì thường đó là sao? Người ta nói là một Phật ra đời thì có ngàn Phật hộ trì, đúng không? Một Phật ra đời có ngàn Phật hộ trì, mà mấy vị Phật trước là đi làm dọn đường, quét ngõ rồi nọ để thỉnh Phật mới về. Thì ra quý Phật tử chúng ta mà có đủ thiện tâm, tức là giống như chúng ta có Phật tâm rồi, Phật tâm chúng ta đủ lớn, thì chúng ta là những người cực khổ gió dọn đường để mà mốt chúng ta rước vị Phật về đây, thì làng chúng ta sẽ có cái phước báo lớn, cái vùng chúng ta ở sẽ có cái phước báo lớn, đúng không? Nên là
Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà từ trước đến giờ quý Phật tử ở cái vùng của chúng ta đang ở đây rất là, phải nói là rất là khát khao có được một ngôi tam bảo, rất là khát khao có đạo tràng, thì cái chính là những người bắt đầu phát tâm này là những người phải tu tập tốt. Cái điều chúng tôi mong muốn là phải là những người tu tập thật sự tốt. Thì bây giờ sẽ là một cái chấm son ban đầu. Cái chấm ban đầu của mình á, mà nó tròn thì càng lớn nó sẽ càng tròn. Đó là điều mà chúng ta cần. Cho nên là cái người nào ở trong số Phật tử chúng ta ở đây, nếu mà tất cả những người ngồi đây đều có cái thiện tâm, đều đã có cái ước muốn, đều đã có cái mong cầu là sẽ hình thành ngôi tam bảo ở cái vùng mình đang ở, thì quý vị nên giữ vững cái tâm của mình. Tại vì đây là một cái tâm rất là lớn chứ không phải nhỏ. Và cái việc Phật sự này cũng rất là lớn chứ không phải nhỏ. Đương nhiên là chúng ta phải chấp nhận những cái thử thách, chúng ta phải chấp nhận những sự thăng trầm của nó. Nhưng mà dù có thăng trầm cỡ nào, chúng ta nên giữ vững cái tâm của mình để chúng ta kết nối lại được cái thiện tâm này cho nó vững đi, tạo thành một cái vùng sáng lên. Ngày xưa quý vị thấy là những cái vị mà thánh tăng á, trong lịch sử nhà thiền á, thì thường là các vị đi tìm cái nơi để gầy dựng đạo tràng á, là các vị hay nhìn cái từng vùng này có nó phát cái loại khí gì. Có những cái vùng núi phát khí đại thừa, ví dụ vậy. Có những cái vùng núi phát khí thấp, mà thường các vị nên nhìn coi cái vùng đó nó có thiên khí hay không, tức là lập chùa mà cái vùng đất đó nó có thiên khí thì sẽ có những người chứng đạo. Thì các vị dù cỡ nào các vị cũng tới đó gầy dựng đạo tràng hết. Thành ra ở đây nếu mà những người mà có phát tâm dũng mãnh để gầy dựng tam bảo, để cho tất cả mọi người đều tu để thành Phật, và chính bản thân mình muốn tu để được giác ngộ giải thoát nữa, thì cái khí lành nó sẽ trỗi lên ở vùng này. Những đêm bên kia mốt nọ có vị thánh tăng đi ngang đây sẽ dừng chân. Đấy. Thế nên đó là cái chuyện chính của mình, thì mình phải phải làm cái việc mà phải chúng ta thấy được giá trị, thấy được lợi ích á, thì chúng ta đừng có dừng lại. Chỉ trừ trường hợp là chúng ta làm sai, mình phải chỉnh lại cho nó đúng. Và những người nào sai thì chúng ta nhiều một người đúng không chỉnh được thì nhiều người chúng ta sẽ chỉnh, để làm sao đó để cho cái nhóm Phật tử của mình, mặc dù rất là nhỏ, chúng ta gọi là cái nhóm là rất là nhỏ, nhưng mà phải thật sự tốt, phải thật sự đúng thì mọi chuyện nó sẽ lớn lên, nó sẽ đúng. Một cái vòng tròn ban đầu nó phải tròn trịa thật sự đi, nó dù là ít nhưng mà chúng ta rất là tròn. Cái tâm nguyện của chúng ta rất là thành đối với Tam Bảo, cái lòng kính tin Tam Bảo chúng ta rất là đủ, chúng ta rất là cung kính, rất là tri ân Đức Phật, thì mình muốn làm một cái việc gọi là đền ơn Đức Phật đó, thì chúng ta phải làm sao tu đúng chánh pháp Đức Phật. Đức Phật dạy mình rồi, trong tất cả các cái việc mà đền ơn và báo ơn, không có việc gì mà có cái kết quả thù thắng bằng cái việc hành đúng pháp. Cho nên cái việc cần là chúng ta phải tìm cho ra được cái giáo pháp đúng để chúng ta hành đúng. Thì ngày nào mà chúng ta hành được đúng cái chánh pháp Đức Phật, tức là ngày đó chúng ta đang đền ơn và báo ơn Đức Phật. Và trong mọi việc xảy ra, chúng tôi cũng rất là mong là nếu chúng ta là người học đạo đúng thì chúng ta sẽ xử làm sao, sẽ đối xử làm sao mà đừng có bị được bên này mà mất bên kia, thì quý vị sẽ thành công. Còn bây giờ ví dụ như lỡ trong cái nhóm của mình 10 người có một người có gì sai trái là mình bắt đầu mình có cái tâm loại trừ, là coi như rớt người, đúng không? Cái mốt có người sai cái trừ người nữa, rớt người lần lần cái còn không cần, không còn người nào. Thế là ra bây giờ nếu mà chúng ta muốn gây dựng là cái người sai, chúng ta phải tìm mọi cách để chúng ta sửa sai, sửa sai bằng cách nào đó để chúng ta còn thêm người, chúng ta không bớt người ra. Và Phật pháp là luôn luôn như vậy, Phật pháp đến để cải hóa mọi người chứ không loại trừ người ta. Thì chúng ta đang bằng cái tâm cải hóa, bằng cái tình thương thì chắc chắn chúng ta phải cải hóa được. Nên là phải làm sao trong Phật pháp phải cư xử với nhau bằng tất cả những cái chân tình, tức là mình mong muốn cho mọi người đều được đến với Tam Bảo, thì mình thấy Tam Bảo là quý với chính mình thì muốn mọi người đều đến Tam Bảo. Thì người bên cạnh chúng ta đã đến rồi, họ đã ở bên cạnh mình tức là họ đã đến rồi, họ đã tới đạo tràng mình tức là họ đã đến rồi, thì mình tìm cách để cho họ được thăng hoa đối với Tam Bảo, đối với Phật pháp, thì đó là cái việc mình cần. Cho nên là những người gần gũi chúng ta phải tìm đủ cái thiện duyên, nếu mà mình thấy họ sai thì mình cải hóa và mình làm tất cả khả năng của mình á. Nó là một cái là cái sự sàng lọc của thiên nhiên nó hay lắm, rất là hay. Nếu đạo tràng chúng ta mà thực sự thanh tịnh á, mà thanh tịnh
đúng với chánh pháp rồi á, thì cái người mà họ không thanh tịnh, họ tự rời đi chứ mình không có cái ý, mình không có ý để loại trừ người ta, họ không đủ cái phước để ở trong đạo tràng mình nữa thì họ tự rời đi. Và họ rời đi thì chúng ta vẫn tiếp tục giống như cái hoa hồi đầu mình nói là vẫn tiếp tục đâm chồi nảy lộc, vẫn tiếp tục trổ cành đâm lá, chứ không có phải là bị héo úa bởi một cái chiếc bông bị rớt. Thì như vậy là chúng ta sẽ được thăng tiến hoài. Cái việc tu tập chúng ta cũng vậy, chúng ta có một cái sự thay đổi nào trong đời sống, có một sự bất thường nào xảy ra trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta cũng phải giữ vững được cái tâm đó cho chính mình, để mỗi lần mình sai trái thì mình tự cải hóa, chứ không phải sai trái rồi sụp đổ luôn, đúng không? Không lẽ bây giờ mình mỗi lần cái chân mình đạp dơ mình chặt bỏ thì lấy chân đâu nữa mình đi? Nếu chúng ta rửa sạch chân chúng ta còn có thể đi lại được. Đó là cái chuyện mà đối với Tâm Bảo là chúng ta phải có một cái cách cư xử đó để mình gây dựng đạo tràng. Muốn gây dựng đạo tràng tốt theo ý muốn của mình là chúng ta phải phải có một cái nhìn đó đúng đắn với Tâm Bảo, chúng ta đủ hiểu, đủ tôn kính với Tâm Bảo, thì cái phước nó đã lớn với mình rồi. Tại vì cái phước mà Đức Phật nói là ở trong kinh có một cái chỗ Đức Phật nói này: các tỳ kheo, nếu mà có một chúng sanh nào thương mến ta thì chúng sanh nó đủ phước để sanh về cõi trời à. Thì nếu mình đủ cái tâm mà thương mến Đức Phật, mà tất cả những người muốn gây dựng Tâm Bảo là phải đủ cái tâm thương mến Đức Phật. Thì nếu mà chúng ta thương mến Đức Phật cho đúng mực thì những người này là những người có cái phước ở cõi trời, cho nên muốn gây dựng cái nhà gì, cái ngôi Tâm Bảo gì nhân gian nó dễ lắm, không khó. Nhưng mà sở dĩ chúng ta chưa gây dựng được là chúng ta chưa có đủ phước. Chưa có đủ phước. Một chút phước cỡ trời là đủ xây dựng hàng hà sa số cái ngôi Tâm Bảo nhân gian của mình. Thành ra mình đủ lòng kính tin với Tâm Bảo, tức là phước báo chúng ta lớn, mà chúng ta muốn phát nguyện gây dựng bất kỳ cái gì thì nó cũng sẽ thành tựu theo ý của mình. Và phải chuẩn bị mọi cái để cho nó tốt, tức là cái nền tảng chúng ta ở đây là cái người mà tìm cầu chánh pháp để tu tập cho tới được giác ngộ giải thoát. Đó là cái nền tảng phát xuất từ tự tâm của mình, rồi mình kết nối những người có nền tảng đó, tạo thành một cái vùng toàn là những người Phật tử tu tập tốt hết. Thì dù chư tăng ở đâu khắp nơi trên thế giới, các vị cũng muốn tới đạo tràng này, chứ không phải là chúng ta cần cầu. Chúng ta không cần cầu. Đây là cái điều mà chúng ta phải tin ở cái uy thần của Tam Bảo. Đức Phật ngày xưa, Đức Phật nói là nếu một nơi nào có người tu, và nếu đó là một người tu tốt mà đạt đạo, thì ở trên rừng sâu, ở trên núi cao, Đức Phật cũng sai chư thiên dẫn dắt người tới. Hoặc là Đức Phật quá ra một số vị học đạo, một số vị Bồ Tát cũng quá ra người học đạo đến để tham dự đạo tràng. Nên cho nên là cái chỗ mà chúng ta tu tập tốt, chúng ta phải tin nổi điều này đối với Tâm Bảo đi. Cái gì mà đủ lòng tin này thì chúng ta cứ vững vàng tu tập. Thì ngày đêm chúng ta có đủ cái điều kiện để chúng ta tu, có thời khóa tu tập nào tốt thì chúng ta cứ tu tập. Có điều kiện nào mà chúng ta tu tập thì chúng ta phải vận dụng hết điều kiện tu tập đó, để cho mỗi ngày cái phước của chúng ta được tăng trưởng, rồi chúng ta được khai mở trí huệ của mình từng ngày như vậy thì duyên lành nó sẽ đến với chúng ta. Đủ duyên thì chúng ta sẽ được kết nối những cái bậc đại thiện tri thức sẽ tới chỗ này, và chỗ này nó sẽ phát huy được một cái ngôi Tâm Bảo để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Thì đó là cái điều mà mình rất là mong. Thì hôm nay chúng tôi có cái duyên được tới như đây để chia sẻ với quý Phật tử. Chúng tôi rất mong rằng quý vị luôn đầy đủ cái lòng tịnh tín đối với Tâm Bảo, tức là chúng ta luôn luôn thấy Tâm Bảo là thanh tịnh, mình cũng bằng tâm thanh tịnh để mà kính tin Tâm Bảo, thì chúng ta sẽ kết nối được cái duyên lành đó. Và mong rằng là trong mai kia muốn nọ, ở cái chỗ của chúng ta đang ở đây, nó sẽ có được một ngôi bà Tam Bảo thanh tịnh đúng như cái mong cầu của mình. Thì mỗi người đều phát khởi cái tâm lành này, thì chúng tôi nghĩ rằng không lâu chúng ta sẽ gặp được cái duyên lành để chúng ta gây dựng được ngôi Tam Bảo. Còn trước kia chúng ta lỡ có một cái sự buồn phiền, có một cái sự thối chí nào đó, thì quý vị phải nên nhìn lại là kể từ lúc mình buồn phiền, kể từ lúc mình thối chí là làm cho tâm mình nó tốt lên hay là nó xấu xuống, và tự mình phải biết. Nếu mình buồn bực người khác, mình thối chí tu tập nó Tâm Bảo mà làm cho mình bị xấu đi, thì chúng ta phải dừng lại. Cái chính là mình phải làm cho mình tốt lên, để tự mình phải gây dựng lại phước báo cho mình ngay trong đời này. Có một người để chúng ta nương thì cũng tốt, mà không có người để chúng ta nương, chúng ta bước bằng bước chân của mình, thì mình cũng vẫn tiến hóa được trên bước đường tu học Phật Pháp. Thì đó là cái điều chúng ta rất cần trong đời này của chính mình. Trước mắt là chúng ta phải làm cái cải hóa mình để cho tốt trước.
để cho mỗi ngày mỗi thăng tiến trong công phu tu hành, để chúng ta trở thành một người thực sự tốt đối với gia đình, đối với xã hội và đối với tam bảo, chúng ta là một người tốt, thì tự nhiên chúng ta sẽ kết được những cái duyên, những cái nhân duyên tốt sẽ đến với chúng ta. Đó là điều chúng ta rất là mong mỏi. Thì chúng tôi trước khi dứt lời cũng thành tâm khẩn nguyện chư Phật mười phương, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Đức A Di Đà Phật cùng chư Đại Bồ Tát chứng minh và gia hộ cho những tâm lành của quý Phật tử đang có mặt ngày hôm nay. Đã từ lâu mong mỏi sẽ gây dựng được cái ngôi tam bảo ở cái vùng này cho mọi người được tu tập. Thì mong rằng cái tâm thành của quý Phật tử sẽ được sự chứng biết của chư Phật và sẽ sớm được cái sự kết nối cái dân lành này, để cái vùng chúng ta ở sẽ có được đạo tràng hết sức là thanh tịnh, đúng với sự mong cầu của quý Phật tử trong một thời gian gần nhất, để thỏa được cái tâm tìm cầu chánh pháp của quý Phật tử, và sẽ làm cho phước báo và trí huệ của quý Phật tử mỗi ngày vẫn được tăng trưởng, thì tu hành đúng với chánh pháp để sớm được giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.